qua những khung hình vừa rồi thì chắc các bạn cũng đã đoán ra rằng hiện giờ Nhật Bản đang bước vào mùa thu. Và không phải ngẫu nhiên rằng là trong bốn mùa thì mùa thu chính là cái mùa mà có nhiều cảnh đẹp nhất ở Nhật Bản. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến một địa danh rất là nổi tiếng ở khu vực Fukuoka. Đó chính là địa danh có tên là Daizafu các bạn nhé. Khu vực Daizafu này có rất là nhiều chùa và ở đây thì bây giờ đang là ngày nghỉ cuối tuần nên rất là nhiều người đổ đến đây để xem phong cảnh lá đỏ mùa thu đẹp như thế nào. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng với Hải Hakata chúng ta cùng đi theo dõi một vòng xem quanh khu vực Daizafu này có cảnh đẹp gì hay các bạn nhé. Nào chúng ta cùng đi thôi. Vâng, thì thật sự hôm nay đã là một ngày nghỉ cuối tuần và có một lượng lớn rất nhiều du khách địa phương đến đây để tham quan địa điểm du lịch nổi tiếng này. Mặc dù là tình hình dịch nó vẫn đang khá là phức tạp nhưng mà người Nhật thì lâu lâu họ cũng phải đi xả stress nên họ chọn những ngày nghỉ cuối tuần này để có thể đi tham quan phong cảnh lá đỏ mùa thu năm nay. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước tiến vào khu vực này và chúng ta hãy xem phong cảnh ở đây như thế nào các bạn nhé. Trước mặt các bạn đây đang là hình của một bức tượng con bò và ở phía sau thì có rất là đông những người đang đứng xếp hàng. Vâng, và mình đoán ra rằng là có vẻ đây là một biểu con bò này một biểu tượng rất là linh thiêng. Họ chạm vào, họ sờ vào sừng, vào đầu, vào tai mắt của nó giống như rằng là nó sẽ ban lại phước lành cho họ. Mình nghĩ rằng là con bò này chắc là một biểu tượng gì đó cũng rất là nổi tiếng ở đây cho nên rằng là mới có rất là đông du khách đứng xếp hàng như thế này các bạn nhé. Vâng, và cứ đến thì người ta lại thi nhau nắn sừng nó rồi chụp hình lưu niệm đủ kiểu hết. Cũng chả biết nó có linh thiêng thật hay không nữa. Phong cảnh ở đây thì thật sự rất là tuyệt vời, phải không nào các bạn? Không phải ngẫu nhiên mà rằng là mùa thu đúng là một mùa mà có nhiều cảnh đẹp nhất trong năm ở Nhật, nhất là đối với các nước mà có vùng khí hậu lạnh ôn đới. Bây giờ thì trời cũng đã bắt đầu mưa rồi nên hôm nay thời tiết tuy không được tốt nhưng dòng người đến đây tham quan và rất là đông. Vâng, mình lần đầu tiên mình đến khu vực Daizafu này thì mình cũng không ngờ rằng là khung cảnh ở đây nó lại có mang một cái nét rất là cổ xưa pha trộn với chút hiện đại. Và thời điểm này thì các cây nó cũng đã bắt đầu đổi màu hết rồi. Vâng, hiện giờ thì trước mặt các bạn đây là khu vực đền thờ ở trong khu vực Daizafu này và người dân tin rằng ở nơi đây rất là linh thiêng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong khu vực đền thờ này xem mọi người nhé. Hôm nay thì thật sự lượng người đổ về cực kỳ đông. Vâng, và thường thì trong văn hóa tín ngưỡng của người Nhật thì trước khi họ vào khu vực đền thờ này họ sẽ làm thủ tục rửa tay các bạn ha. Và để cho đôi bàn tay của mình được sạch sẽ, đánh vấy bẩn nơi chỗ linh thiêng như thế này. Nha. Chúng ta cũng rửa tay, nhất là trong mùa như thế này. Ui, nước lạnh quá. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào khu vực này xem bên trong có gì các bạn nhé. Ở đằng kia thì các bạn cũng có thể thấy có những đứa bé được bố mẹ mặc cho những chiếc áo mang hiệu kimono rất là dễ thương phải không nào. Vâng, thì đây là những trang phục truyền thống của người Nhật và làm mình liên tưởng đến những bộ lễ cưới trang phục. Đây là một gia đình. Chúng ta cùng đi qua.
Thôi dễ thương quá các bạn ơi. Lượng người hôm nay đổ về đây càng ngày càng lúc càng đông và khiến mình thật sự rất là choáng ngợp. Vâng, một bầu không khí thật sự rất là huyên náo nhộn nhịp cho dù dịch nó vẫn đang diễn biến rất là phức tạp. Và bản thân mình cũng cảm thấy khá là lo lắng khi hôm nay đi đến một nơi đông người như thế này. Do đó chúng ta cũng phải, dù sao cũng phải hết sức chú ý các bạn ha. Và ở đây các bạn thấy họ đang treo những cái mảnh giấy. Những mảnh giấy này họ sẽ ghi những lời cầu chúc, hy vọng may mắn vào đây. Và ở đây thì có những cái tấm bảng gỗ họ mua và họ sẽ viết những lời cầu mong lên trên này và treo ở khu vực đền thờ như thế này, mong mọi lời chúc của mình sẽ trở nên linh thiêng và sớm đạt được ước nguyện. Còn ở đằng kia là họ đang mua những tấm thẻ và bảng gỗ để họ có thể viết lên lời cầu chúc lên trên. Có vẻ nơi này thật sự rất là hiệu nghiệm nên người người nhà nhà cùng đổ xô đi mua và viết lời cầu chúc. À, chúng ta lại khu chính điện để chúng ta xem ở bên trong họ đang làm cái gì ở bên trong đó các bạn nhé. Có 1.000 người xếp dài rất khủng khiếp. Vâng các bạn, trước mặt các bạn đang thấy nó ra là một cái thùng và người ta họ sẽ ném những đồng xu vào trong đó và đồng thời chắp tay cầu nguyện mong năm nay sẽ có nhiều vận may đến với họ. Vâng, và người ta đứng xếp hàng một hàng dài rất khủng khiếp và sống lâu. Ai cũng có những ước nguyện, nhất là sức khỏe trong thời điểm đang khó khăn như thế này. Vâng, còn bên trong đền thờ thì người ta đang làm một cái nghi lễ gì đó mình vẫn chưa hiểu, nhưng chắc chắn rằng là mình đoán có ít nhất 1-2-3 hộ gia đình họ đưa cả vợ và con cái, chồng con đến đây để làm lễ gì đó. Và đây chính là văn hóa tín ngưỡng của người Nhật các bạn nhé. Vâng, tạm thời tránh lánh xa cái khu vực náo nhiệt ở phía trước ngôi đền và mình cùng với các bạn hãy đi ra phía sau ngôi đền để xem cảnh vật ở đây như thế nào các bạn nhé. Và trước mắt các bạn thì ở phía sau này đúng là một khu vực mà con người chan hòa với thiên nhiên thật sự tuyệt vời. Mình cảm thấy giác như rằng là nơi đây đúng là một nơi rất là linh thiêng, phù hợp với bầu không khí của một ngôi đền đã có tuổi từ hàng trăm năm trước rồi. Chẳng những vì thế mà khu vực này lại là một khu vực cực kỳ nổi tiếng ở Fukuoka. Và hàng năm thì khách du lịch cùng với du khách địa phương đến đây rất là đông và phải không nào các bạn. Vâng, trước mắt các bạn, đây là một khung cảnh thật sự rất tuyệt vời, rất hùng vĩ của thiên nhiên phải không nào? Và làm cho mình có cảm giác như rằng là đang trong mấy bộ phim kiếm hiệp của Tàu thời xưa. Cả một khu vực đều đã chuyển đổi sang màu vàng, màu đỏ hết. Thật sự rất là đẹp. Đằng kia chính là cái cây cổng Nori. Cổng Tori. Một cái cổng mà theo văn hóa của người Nhật thì đây là cái sự tín ngưỡng trong văn hóa của họ. Nào chúng ta cùng đi theo cái cổng này, nó sẽ dẫn đến chúng ta đến một cái khu vực đền thờ khác ở Nhật các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta cũng bắt đầu tiến vào khu vực quán ăn này. Ở đây nó còn kết hợp với cả một quầy lưu niệm nữa các bạn. Vâng, thì sản phẩm lưu niệm ở đây còn chủ yếu là các bánh trái. Và đây chính là ume, là mơ các bạn ơi. Có dạng như là mơ sấy khô vậy.
Nói chung thì mấy cái khu du lịch thì giá cả cũng chẳng có mềm xíu nào đâu, và là cách cổ người ta thôi. Nhưng con tâm chúng ta cứ thử đi một vòng xem nó bạn nhé. Nó vẫn có những cái bức tượng mang đậm cái văn hóa đặc trưng của người Nhật các bạn nhé. Rất là dễ thương phải không nào? Ở đây thì ở đâu chúng ta cũng thấy cái văn hóa xuất hiện con mèo, hình chú mèo này. Đây chính là chú mèo mời gọi, mời gọi khách đến với cái cửa hàng của mình, được cho là một điểm may mắn trong văn hóa tín ngưỡng của Nhật Bản. Như các bạn cũng thấy đó là con búp bê, con lật đật. Và một cái mặt nạ rất là đặc trưng phải không nè. Những bộ trang phục với cái kiểu đầu đặc trưng như thế này thì đây chính là một cái nét văn hóa ngày xưa. Vâng, thì đây là quán ăn nhưng mà mình cũng không biết có món gì ngon nữa. Bây giờ chúng ta thử sẽ xem các bạn nhé. Vâng, và khi đến cái khu Daisafu này thì mình thấy ở đây các hàng quán họ có bán một cái món bánh rất là lạ, mà mình đọc tên thì mình đoán nó là bánh nếp mơ, mà mình cũng không biết là như thế nào, nhưng thấy người dân ở đây ăn thật sự rất là nhiều và tích cực mua bánh này ăn, nên cũng tò mò mua thử một chiếc và chúng ta ăn thử xem cái vị của nó như thế nào các bạn nhé. Nào, xin mời các bạn. Đúng quá. Vâng, bề ngoài bánh thì sau khi ăn xong thì mình có cảm giác giống như là bánh dẻo, bánh bếp vậy. Bên trong thì nhân là nhân đậu đỏ các bạn, và cái vị thì ăn cũng ngọt ngọt, mà thấy người ta mua nhiều quá thì cũng tò mò thôi, mình cũng thử mua một cái ăn thử xem. Nào, cắn thêm một miếng nữa các bạn nhé. Đúng rồi. Nhìn chung thì bánh cũng rất là dẻo và bên trong thì có nhân đậu đỏ, nên ăn cũng thôi, nói chung là cũng tạm được đi. Giá thì cũng tầm dao động khoảng nhiều nhỉ, khoảng gần cũng hơn 25.000 một chút thôi, nhưng mà cũng không sao, cũng là một trải nghiệm mà. Chúng ta cũng ăn hết cái bánh này các bạn nhé. Kết thúc một ngày vui chơi ở khu vực Daisafu cùng với kết hợp với ngắm lá vàng lá đỏ thì thật sự quá là tuyệt vời. Cảm ơn Nhật Bản, cảm ơn một tour ở Nhật đã đem lại những trải nghiệm thật tuyệt vời cho bản thân mình. Chắc chắn đây sẽ là một ký ức khó có thể nào quên trong những năm tháng mà sống và làm việc ở đất nước này. Và nếu các bạn có dịp, các bạn cũng hãy thử tự thưởng cho bản thân mình một chuyến đi du lịch đến nơi này để trải nghiệm cảm giác và con người nơi đây, cùng cái văn hóa tín ngưỡng của đất nước Nhật các bạn nhé. Vâng, thì bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Hôm nay cũng đã là một ngày đi chơi khá là vui và cũng đã để lại rất là nhiều ấn tượng cho mình rồi. Rất là mong thì trong lúc mà đang khó khăn như thế này thì các bạn hãy cố gắng chú ý giữ gìn sức khỏe và hạn chế đi đến những nơi đông đúc như vừa rồi các bạn nhé. Dù sao thì cũng hãy rửa tay thường xuyên và tích cực đeo khẩu trang khi ra những nơi như thế này. Mình thì không khuyến khích các bạn đi chơi lúc này đâu, nhưng mà nếu có dịp thì các bạn cũng hãy tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi đến khu vực như Daisafu này. Nào, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến du lịch sắp tới các bạn nhé. Nào, bye.